nổi chưa các bác? Nổi qua cái này chưa? Nổi rồi, xong rồi. Bao tiền tôi vào này bác? Để trên ghế được, anh chú ngồi chuẩn bị. À, 4 triệu. Giá bình dân thôi mà. Vâng, 4 triệu. Bình dân học vụ. Cái này cũng quái cây bác nhỉ? Quái cây. Quá nhiều cái vết này này, xem này. Không, cái không mở đỏ lớp được gì hết. Và các bác kia, nếu cây này cây sẹo các bác sẽ làm kiểu này. Cây bên sẹo này không bao giờ sợ. Không bao giờ lớp được. Mà cây sẹo này là sẹo của dân số, cây hoa gia đình. Mình mua cây mà theo ý tưởng của bác thì bác đánh giá tác phẩm là như nào mà làm sẹo này là chấp nhận những cái tay là, như thế này thì không thể trốn được cái những cái sẹo to như này. Tay nó to thì bắt buộc sẹo nó phải to. Tác phẩm này gọi là ngũ lão thành công. Giang lão nó giang lão thôi. Thì ngũ lão là thuốc của lão là thành công. Không nhưng mà bác này, bác đã có ý tưởng cho cây này chưa? À, ông chủ mua cây đây à? Đây, chủ nhân mua cây này. Dạ. Chú này chú liệu hả? Không ạ. À, em là Huân. Phóng viên của ANTV. Nói rồi, công nghệ mà sống. Công nghệ cuộc sống đây á? Vâng, vâng ạ. Đúng bác. Công tin về cuộc sống đấy. Phóng viên của ANTV. Vâng, công nghệ tin về cuộc sống là kênh của em đấy. Nhưng mà nhìn nghe thì những liệu con sai mà các em sung sướng bước theo chồng. À, vâng. Đâu rồi? Đấy. Ờ, chú Thích ơi, không phải nói nhau. Bây giờ bảo chủ cây đưa một cái số lọt đưa trẻ Hiệp Hòa. À vâng. Đấy. Bác phải nhớ tên cả cái tiêu đề đấy, cảm ơn bác nhé. Cảm ơn các bác. Tôi chúc mừng các bác đã mua được tác phẩm hợp lý. Hai người ngồi ghế xong. Đây là một cây này thay đại diện người thứ ba. Đưa trẻ có vào được không? Ôi giời ơi, sao đi? Không, thôi, không nóng được. Để đây, để đây. Kéo để được không? Để mai rồi. Không phải, để mai rồi, mua nữa rồi. Không. Một cây cũng giá hợp lý đó bác nhỉ. Chính ơi, em đánh xe lên một tí nào. Cái này là sau này bác lượn đây được không? Đâu, bỏ cái này đi nhỉ? Bỏ cái này đi bác nhỉ? Bỏ cái này đi đúng không? Nó tạo cái đường cua đây rồi này. Đấy, ra đây. Cái này nó bỏ này, đánh vát đây này. Bác nhỉ? Đúng không? Các bác thấy hợp lý chưa? Nhỉ? Này, khắc phục đi tiền thì có đếm đủ rồi. Cái này tương lai này. Không, 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 ok. Mấy thằng thanh niên khắc phục cho các bác. Đúng, khắc phục đi. Các bác cứ đỡ phải đi lại cho khổ. Đỡ đi lại. Thôi rồi. Ok nha. Bây giờ này, chú hẹn ra kiếm anh một cái giấy để cho này. Tuấn ơi, bà lấy cái lót. Cái lót. Ok. Cái lót đồ nào? Cái này làm sao vừa được hả chú? Lót, yên tâm. 5-6 ông trong lại cái cây này. Đâu có 3 ông thôi hết. Có 3 ông rồi. Ba ông bé tí mà. Mạch bao sai này. Mạch bao sai này. Ra kia đây các. Mấy anh em cùng bỏ luôn. Một cái tác phẩm nổ. Nổ tại Mỹ Đình rồi. Cho cái tải vào cho sạch. Rồi. Hai 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 bác đi ra đây cho này. Dưới đóng vừa. Vừa nó được. Nó đẩy ghế vào kia. Ghế nó người ngồi. Cứ được đây. Được rồi. Vấn đề là có vào không? Dựa đây. Dựa đây. Vào lên đi. Đeo người. Thôi 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 thôi. Chán đo 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 từ đây này. Từ cái thân này lên cái ghế. Không đo này anh cứ cho đi. Nổ tại khu vực bán cây của anh Đại. Cho xe kia kéo sát vào một thằng chung trong xe. Cái sung vườn cây anh Đại này. Một thằng chung trong xe đây. Một người chung xe. Đâu có ở đâu? Trước mẹ không, xe. Từ từ, bất chật tự. Cứ lên đi, cứ lên. Ê, cái xe ôm nó chở. Mẹ mới. 3, 4 bánh. 20 người có khi còn tay phải cho lên xe. Vào lên đây. Nó mới vui rồi. Một người nữa vào đỡ. Đấy. Khó. Đang bán đi, bán chưa? Trả đô rồi, một gì nha. Một gì nữa đây? Em đã theo chồng chồng là đại gia ở Thái Nguyên này xem clip mới đây cũng là em theo chồng này bác đây theo chồng đại gia đây về Hòa theo em đã theo đại gia Hiệp Hòa ở đây đây rồi đấy được chăm sóc rất là cẩn thận, nâng niu rất là cẩn thận. Nằm nghiêng đây, nghiêng đây. Phải. Những chủ nhân rất là yêu quý cây. Rồi. Tác phẩm đã lên đường. Mình đang nghe cái lời đọc đó nhận ra ngay. Vâng. Liệu đã đọc. À, nổi rồi. Rồi,
Thôi, nghiêng này, nghiêng vào. Chưa vừa. Phát ra đi, phát ra đi. Phát ra đi. Không, về nhà. Bao nhiêu triệu? Cho nhà một tháng là đủ. Không, cây có mấy triệu thôi. Cây có mấy triệu thôi. Mấy triệu. Vâng, cây có mấy triệu thôi. Thế à? Họ nói đùa đấy, mấy triệu thôi. Họ báo giá có 5 triệu thôi mà, mua đi có dưới cái giá đấy. Vâng. Còn rất nhiều phôi xanh. Phong cách chơi cái phôi này đẹp này. Bác cho cháu nhờ phát đi. Đấy, cũng phải như thế này nó mới hoành tráng. Vâng. Này giờ chú Minh à, cho anh xin anh giải nha. Được chưa? Còn mua cái gì được không? Cứ đi chơi đi ạ. Còn mua gì được không? Sáng mai anh điện lấy xe 1 tấn lên, nhưng mà để chú xe lên cho xuống không. Dạ. Không, rút tiền ở cây ATM thì chỗ nào chẳng rút được. Đấy là nếu mai. Một tác phẩm xanh cũng rất đẹp. Những cây phôi thân xù xì. Thank you.
tôi là quanh khu đấy. Quanh khu đấy. Một cây hoa hải đường. Rất nhiều nụ. Quanh khu đấy. Tôi là quanh khu đấy. Nhìn thấy những cây hoa hải đường và những cây quất thì ta có cảm giác như là xuân đã về. Tôi là Quỳnh Phúc Đây. Quỳnh Phúc Đây. 3 triệu. Tôi là Quỳnh Phúc Đây. Quỳnh Phúc Đây. Tôi là Quỳnh Phúc Đây. Video này chỉ quay để quý vị và các bạn chiêm ngưỡng những tác phẩm đẹp của chợ cây. Tôi là Quỳnh Phúc Đây. Và thấy được rằng cái giao dịch ở đây với chủ nhân rất là yêu mến cây. Tôi là Quỳnh Phúc Đây. Đổi được anh ạ. Quỳnh Phúc Đây. Đổi được mà. Tôi là Quỳnh Phúc Đây. Hải đường này. Tôi là Quỳnh Phúc Đây. Đây là khu vực bày cây của nhà vườn Tùng Hậu. Mày chú Thủy này. Những cây tùng La Hán rất là đẹp. Tôi là Quỳnh Phúc Đây.